Bộ trưởng Philippines thách Trung Quốc đưa yêu sách chủ quyền biển ra tòa. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm nay, ngày 25 tháng 3 năm 2024, đã thách thức Trung Quốc đưa yêu sách chủ quyền ở Biển Đông ra tòa trọng tài thường trực quốc tế, viết tắt là VCA. Trung Quốc liên tục hung hăng đe dọa Philippines. Cuối tuần vừa qua, Philippines đã cáo buộc lực lượng bảo vệ bờ biển của Trung Quốc sử dụng vòi rồng chấm một tàu dân sự của Philippines làm nhiệm vụ tiếp tế cho quân đội đóng trên tàu chiến BRB Sierra Madre, mắc cạn ở bãi cạn có máy tích xe cần Thomas, đang tranh chấp, làm hư hỏng tàu tiếp tế và làm một số thủy thủ bị thương. Đây là vụ mới nhất trong một loạt các vụ bùng phát đụng độ liên tiếp xảy ra trong thời gian qua. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, Philippines nhấn mạnh rằng Trung Quốc không có quyền có mặt ở bãi cạn cỏ mây. Philippines yêu cầu các tàu Trung Quốc rời khỏi khu vực bãi cạn cỏ mây và vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ngay lập tức. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ông Gilberto T. Odoro nói với các phóng viên, nếu Trung Quốc không ngại tuyên bố chủ quyền của mình với thế giới, thì tại sao chúng ta không phân xử theo luật pháp quốc tế? Bãi cạn cỏ mây chính là địa điểm mà các tàu Trung Quốc đã phun vòi rồng và va chạm với các tàu Philippines trong các cuộc đối đầu tương tự xảy ra trong những tháng gần đây. Không chỉ có ngăn cản tàu tiếp tế của Philippines, cuối tuần vừa qua, một máy bay trực thăng của Hải quân Trung Quốc cũng đã quấy rối các nhà nghiên cứu Philippines khi họ đang tiến hành khảo sát tại các bãi cạn ngoài khơi đảo thị tứ do Philippines quản lý. Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền ở đây. Hôm nay, Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines đã triệu tập một cuộc họp cấp cao về vụ việc, bao gồm các quan chức an ninh hàng đầu, để chuẩn bị các khuyến nghị trình lên Tổng thống Ferdinand Marcos về các giải pháp giải quyết tranh chấp. Chính phủ Philippines cũng đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để phản đối các hành động gây hấn, đáp lại những hành động đáng xấu hổ của Trung Quốc đối với nước láng giềng yếu thế và bé nhỏ. Đại sứ quán Mỹ tại Philippines đã tuyên bố trên mạng xã hội X trước đây có tên là Twitter rằng Hoa Kỳ sẽ sát cánh cùng đồng minh Philippines và lên án hành động nguy hiểm của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa chống lại các hoạt động hàng hải hợp pháp của Philippines ở Biển Đông vào ngày 23 tháng 3. Sẽ có ngày Trung Quốc nhận mặt trăng là lãnh thổ của mình. Liên quan đến các vấn đề như đã nói ở trên với Philippines, lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc cho biết họ đã thực hiện các biện pháp cần thiết đối với các tàu Philippines. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm Chủ nhật yêu cầu Philippines ngừng các hành động khiêu khích và bình luận có thể dẫn đến xung đột và leo thang. Và cũng như thường lệ, lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc đã bảo vệ hành động của mình. Họ mô tả việc ngăn cản tàu tiếp tế của Philippines là quy định hợp pháp, ngăn chặn và trục xuất một tàu nước ngoài cố ý xâm phạm vào vùng biển của Trung Quốc. Trên tài khoản mạng xã hội X, tài khoản của tờ Hoàn cầu thời báo tức Global Times có liên kết với nhà nước Trung Quốc đã không biết xấu hổ khi viết rằng Philippines đã liên tục khiêu khích Trung Quốc ở Biển Đông. Tờ này kết luận, Philippines đã ngày càng trở nên trơ trẽn với sự hậu thuẫn của Mỹ, một quốc gia chưa bao giờ sát cánh cùng đồng minh mà không có toan tính riêng, Mỹ chỉ đứng về phía đồng minh khi có lợi. Và Hoàn cầu thời báo khuyên Philippines cần nhận ra điều này chứ không nên trở thành con tốt của Mỹ ở Biển Đông. Không dừng lại ở việc bình luận trơ trẽn, trên mạng xã hội X, Hoàn cầu thời báo đã không quên dọa dẫm Philippines. Tờ báo thuộc nhà nước Trung Quốc cho biết, hôm Chủ nhật, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết chống lại Philippines nếu nước này tiếp tục thách thức Trung Quốc và quân đội Trung Quốc tuyên bố tập trận ở Biển Đông. Tất nhiên không nói thì ai cũng biết, một quốc gia nhỏ bé như Philippines chẳng bao giờ dám hoặc không việc gì lại đi khiêu khích, theo lời của Hoàn cầu thời báo, một nước lớn và hung hăng như Trung Quốc cả. Nhiều năm qua, Trung Quốc đã trơ mặt tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, bao gồm cả bãi cạn cỏ mây nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 dặm, tương đương khoảng 320 km của Philippines. Để chèn ép các nước có liên quan, Bắc Kinh đã triển khai hàng trăm tàu tuần duyên trên khắp Biển Đông để tuần tra những gì họ tự coi là lãnh thổ của mình, bất chấp tòa án trọng tài thường trực năm 2016 đã tuyên bố rõ ràng rằng yêu sách rộng lớn của họ không có cơ sở theo luật pháp quốc tế. Quay trở lại với sự việc nêu trên, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines T. Odoro nói, họ là những người đã xâm nhập vào lãnh thổ của chúng tôi. Không nước nào tin, tuyên bố của họ và cả thế giới coi đây là hành động sử dụng vũ lực, đe dọa và khuất phục Philippines theo tham vọng của Trung Quốc. Bất chấp sự cố xảy ra vào cuối tuần trước, các quan chức Philippines cho biết chiếc tàu bị hư hỏng và một tàu hộ tống của lực lượng bảo vệ bờ biển đã đến trợ giúp. Sau đó họ đã triển khai các thuyền bơm hơi thân cứng để vận chuyển hàng hóa và nhân sự đến tiền đồn. Binh lính Philippines đồn trú ở bãi cạn này sống trên tàu chiến BRB Sierra Madre, hư hỏng đến mức độ nát và thường xuyên cần được tiếp tế lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm khác, cũng như việc luân chuyển quân giữa đất liền và bãi cạn. Ngoài vật tư và thiết bị, quân đội Philippines cho biết 6 binh lính hải quân đã được chuyển đến BRB Sierra Madre hôm thứ Bảy tuần trước, thay thế một binh sĩ vừa được hồi hương vì lý do y tế. Lực lượng đặc nhiệm cho biết,
tàu tiếp tế bị hư hỏng và đã quay trở lại cảng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines hôm nay cho biết, họ đã phản đối với Bộ Ngoại giao Manila về điều mà họ gọi là sự xâm nhập bất hợp pháp của các tàu của quốc gia Đông Nam Á, tức Philippines, vào vùng biển của họ. Đại sứ quán Trung Quốc tuyên bố trên mạng xã hội WeChat rằng, vào ngày 25 tháng 3, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines đã phản đối với Bộ Ngoại giao Philippines vì việc tàu Philippines gần đây đã xâm nhập bất hợp pháp vào đá nhân ái. Cứ với đà này, vào một ngày đẹp trời có thể Trung Quốc sẽ ngang nhiên tuyên bố mặt trăng là của họ, vì theo truyền thuyết Trung Quốc, hàng Nga và thợ đốn củi Ngô Cương đã bay lên mặt trăng từ thời tiền sử.